Hôm nay ngày 21 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, tiểu ban nhân sự họp phiên thứ 2 để cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự thảo tờ trình Bộ Chính trị tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức, cơ quan theo quy định. Sau khi các đồng chí trong tiểu ban cho ý kiến vào dự thảo các văn bản trình ra cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban kết luận: tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Kế thừa tư tưởng, định hướng lớn và rất cụ thể của đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên trưởng tiểu ban nhân sự tại phiên họp lần thứ nhất. Đặc biệt, phải lấy kết quả tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để làm cơ sở quan trọng xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Công tác nhân sự Đại hội Đảng phải làm hết sức khẩn trương, hết sức thận trọng, phải bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phải bảo đảm duy trì vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Nhân sự được xem xét lựa chọn phải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, có uy tín trong dân, trong Đảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, dân chủ của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng, phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết và trước hết. Nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự là đặc biệt quan trọng, khó khăn, nhạy cảm. Cùng với tiểu ban văn kiện và các tiểu ban khác quyết định thành công của đại hội. Do vậy, các đồng chí thành viên tiểu ban tiếp tục dành nhiều thời gian để chỉ đạo, cho ý kiến về các công tác quan trọng của tiểu ban. Chiều nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự, chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Trần Lưu Quang, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, và đồng chí Mai Văn Chính, giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Dự buổi lễ có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Bộ Chính trị quyết định, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, điều động, phân công bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực công tác quan trọng này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính đều là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, tham gia nhiều khóa trung ương, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Trần Lưu Quang phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế, xã hội, tập trung tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế, xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, mang tầm chiến lược về kinh tế, xã hội, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 và đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu như hiện nay. Đồng thời, rà soát các nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương để tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Mai Văn Chính phát huy kinh nghiệm công tác đảng dày dặn của mình cùng tập thể Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng rà soát lại nhiệm vụ của Ban Dân vận Trung ương để tham gia chuẩn bị thật tốt Đại hội 14 theo lĩnh vực công tác được phân công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng cả hai đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu và đề nghị
lãnh đạo và cán bộ của hai cơ quan ủng hộ giúp đỡ hai đồng chí tân trưởng ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính bày tỏ vinh dự, tự hào và cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương là các tập thể đoàn kết nhất trí, phát huy được sức mạnh tập thể, hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao trước thềm đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm lĩnh vực tư pháp kiểm sát vào chiều ngày 21 tháng 8. Các vấn đề nợ đọng văn bản, trả hồ sơ điều tra bổ sung, lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản nhận được sự quan tâm của các đại biểu. Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, từ đầu năm đến tháng 5 năm 2024, chính phủ còn nợ 12 văn bản, chiếm 25%. Điều này tạo ra khoảng trống pháp lý, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đây là thực trạng chưa được giải quyết triệt để. Như vậy tính cái năm 2024, tôi cứ nói tròn như vậy, thì số lượng văn bản nợ chỉ chiếm tầm trên 17%. So với cùng kỳ năm 23 ấy là trên 24%, như thế là có khá hơn. Tuy nhiên thì cái tình hình chậm nó vẫn còn. Chính phủ cũng đang nghiên cứu để sửa đổi bổ sung cái quy chế làm việc của chính phủ theo cái hướng là quy định một cách nó sít sao hơn và đôn đốc thực hiện tốt hơn quy trình giữa các cái cơ quan trình và văn phòng chính phủ cũng như các đồng chí lãnh đạo chính phủ. Trả lời ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương về các giải pháp đã được triển khai và những chuyển biến trong việc tỷ lệ trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung sau khi thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người đứng đầu ngành kiểm sát cho biết đây là giải pháp bảo vệ quyền con người. Cái việc mà trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng đó, đây là một cái biện pháp tố tụng mà được phép sử dụng để chúng ta chống oan sai, chống lọt tội phạm. Nhưng vấn đề là chúng ta phải sử dụng đúng cái biện pháp này. Chứ chúng ta không coi cái chuyện mà trả điều tra hồ sơ bổ sung là một cái gì đó với cái cảm nhận ngay từ đầu nó là không đúng, là không phải. Về câu hỏi có hay không có tình trạng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật hay không, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chia sẻ đã nắm được tình trạng này. Là đặc thù trong công tác xây dựng pháp luật ấy, tức là vì nó là một công trình tập thể mà để xác định được lỗi của ai ấy, thì phải cá thể hóa. Và một điểm hết sức quan trọng là làm sao là gắn được cái quan hệ nhân quả và đặc biệt là chứng minh được cái yếu tố vụ lợi trong quá trình đó. Thì cái câu chuyện này không phải bằng mắt thường hoặc là bằng cơ chế hành chính mà chúng ta có thể phát hiện được. Tại phiên chất vấn chiều nay, các vấn đề về án hành chính, nâng cao chất lượng công tác xét xử, giám định tư pháp cũng được các trưởng ngành trả lời thẳng thắn, đặc biệt đưa ra các giải pháp khá cụ thể cho thời gian tới. Chiều nay, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhóm lĩnh vực thứ hai, trong đó có lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có lần đầu tiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, đoàn Quảng Nam về cách giải quyết bất cập khi tích hợp giấy phép lái xe, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thực hiện luật căn cước và luật giao dịch điện tử, Bộ Công an đã ban hành thông tư 28 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tạm giữ, tước giấy tờ và đăng ký xe trên ứng dụng VNEID. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi tham gia giao thông, người dân sẽ được xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan đến người lái và xe cho lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý thông qua ứng dụng VNID. Trong quá trình xử lý mà người vi phạm xuất trình được giấy tờ qua VNID, thì lực lượng chức năng sẽ tạm giữ cái giấy tờ trên môi trường điện tử. Bộ trưởng Bộ Công an cũng trả lời các đại biểu về vấn đề liên quan tới phòng cháy chữa cháy.
cho biết Bộ Công an sẽ phối hợp với các ngành chức năng tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp để hạn chế và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra. Bộ Công an cũng đang xây dựng dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã được Quốc hội khóa 15 xem xét, ý kiến tại kỳ họp thứ 7, dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 8, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, khắc phục những cơ sở thiếu sót trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay, vấn đề mở rộng thị trường cho nông sản cũng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Nhiều đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra những giải pháp giúp nông sản Việt Nam thâm nhập vào các thị trường khó tính trên thế giới. Hàng hóa nông sản của nước ta hiện nay được đánh giá là rất đa dạng và phong phú. Nhưng một thực trạng cho thấy là hàng hóa nông sản của ta khó thâm nhập vào các thị trường các nước châu Âu cũng như một số thị trường các nước khó tính. Vậy Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân chính của tồn tại này? Giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới để thực hiện tốt các thực trạng trên? Vấn đề đó có hai vấn đề mà liên quan. Một là chi phí logistics nó quá xa. Từ đây mà qua các quốc gia nó xa, nó phát sinh những chi phí rất là lớn ra các doanh nghiệp ngần ngại. Thứ hai nữa là để đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường, mà tiêu chuẩn thị trường nó thay đổi hàng tháng chứ không phải là hàng năm nữa. Thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn với tư cách là người chức năng là quản lý sản xuất và sẽ cùng với cái bộ ngành để làm sao các doanh nghiệp chúng ta mạnh mẽ hơn và có những chính sách để mà với những cái thị trường đặc thù mà có nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải trình một số vấn đề liên quan đến nâng cao sản lượng phân bón, các giải pháp đạt mục tiêu 3,5 triệu hectare lúa. Chiều nay 21 tháng 8, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola MPLA cầm quyền do đồng chí Manuel Domingos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại dẫn đầu. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola MPLA và nhà nước Angola đã gửi thư chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần và chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng MPLA là cơ hội để lãnh đạo hai đảng trao đổi ý kiến, đánh giá về tình hình quốc tế, quan hệ song phương và định hướng trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Lương Cường khẳng định Việt Nam và Angola có nhiều dư địa để phát triển hợp tác và đề nghị hai đảng tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Đồng chí Manuel Domingos Augusto đánh giá cao khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân. Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới. Khẳng định mong muốn tăng cường đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển đất nước, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao vai trò vị thế trên trường quốc tế. Đề nghị hai đảng nỗ lực củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác thực chất sâu rộng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục. Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola MPLA. Hai bên nhất trí thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Lãnh đạo hai đảng thống nhất đẩy mạnh trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn lãnh đạo đất nước, tăng cường hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, khuyến khích hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu giữa thế hệ trẻ, phụ nữ, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, các cơ chế đa phương, vì lợi ích của mỗi đảng, mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Nhân dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Manuel Domingos Augusto đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng MPLA giai đoạn 2024-2029, tạo cơ sở pháp lý để làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai đảng, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước đi vào thực chất hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam, Angola. Chiều nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi lễ. Bốn đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 là Văn Thị Bạch Tuyết, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Mạnh Cường, trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1. Với sự bổ sung này, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 hiện có 15 đồng chí. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, phục vụ công tác thanh tra tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh. Quyết định tạm đình chỉ 15 ngày làm việc có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu ông Nguyễn Viết Hiển có trách nhiệm chấp hành nghiêm quyết định tạm gia hạn, tạm đình chỉ công tác, cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan và chấp hành yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền trong thời gian thanh tra theo quy định. Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sự việc trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu, dẫn đến việc bị lệch phách, sai điểm của thí sinh, sai kết quả tuyển sinh. Ước tính sẽ có hàng chục người liên quan, sẽ được cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đã nhiều tháng qua, kể từ khi phát hiện vụ vi phạm trật tự xây dựng của 18 căn biệt thự tại thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm xử lý các công trình xây dựng nói trên, tuy nhiên thì đến nay chính quyền địa phương chỉ mới xử phạt hành chính và chưa xử lý dứt điểm. 18 căn nhà liền kề xây dựng trái phép nằm cách trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành khoảng 5 km. Mỗi căn có 2 tầng, kết cấu móng, trụ bê tông cốt thép, tường xây gạch, sàn bê tông, mái ngói, diện tích từ 106 đến 135 m2, diện tích sàn từ 212 đến 270 m2 mỗi căn và đã xây xong phần thô. Xung quanh khu nhà này hầu như được bao bọc bởi vườn cà phê của người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành, thì tất cả các công trình xây dựng nói trên đều không có giấy phép và không phù hợp với quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã. Hiện, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành mới chỉ xử phạt hành chính đối với 13 hộ đứng tên sở hữu với số tiền là 3 triệu đồng mỗi hộ. Những hộ còn lại, xã chưa thể liên hệ được với chủ sở hữu. Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra hạn chế về việc một số tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo hoạt động còn khó khăn. Và để khắc phục nội dung này thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở tại các khu vực nêu trên. Và sau đây là ghi nhận tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nàng Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vẫn còn 15 chi bộ bản chưa có chi ủy, khiến vai trò lãnh đạo của các chi bộ khá mờ nhạt. Giải quyết tình trạng này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tích cực tìm nguồn phát triển đảng viên mới tại chỗ, đồng thời phân công cán bộ, đảng viên là công chức xã về tham gia sinh hoạt tại 15 chi bộ. Những chi bộ nào yếu kém thì Đảng ủy cũng phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực phụ trách công tác đảng để tham mưu hướng dẫn cũng như là tăng cường dự sinh hoạt để từ đó là rút kinh nghiệm cũng như là triển khai cái mô hình những chi bộ nào làm tốt để các đồng chí đến học tập. Đảng viên được phân công đã tham gia góp ý giúp đỡ chi bộ trong việc xây dựng nghị quyết và tổ chức hoạt động, khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đến nay, 35 trên 35 chi bộ bản của Đảng bộ xã Nàng Nghịu đều đã có chi ủy. Các hoạt động của chi bộ, các ban hành nghị quyết thì cũng có sự thay đổi nhất định. Thay đổi về các nội dung rõ rệt, nó cụ thể hóa hơn. So với trước đây thì bây giờ chi bộ thay đổi hơn rất nhiều. Trong sinh hoạt chi bộ thì chi bộ cũng đã có nhiều đổi mới, tích cực hơn.
Đối với các chi bộ thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, đảng viên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ học vấn có phần hạn chế. Do đó, huyện Sông Mã đã thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng đảng, tham quan các mô hình điểm để các tổ chức cơ sở đảng tiếp thu học tập, nêu cao vai trò của cấp ủy đảng, cấp trên trong việc theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn các chi bộ khó khăn trong giải quyết kịp thời những hạn chế và các vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Tăng cường trong công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ để từ đó là có những cái hướng là tháo gỡ khó khăn vướng mắc cũng như là những cái nội dung vượt thẩm quyền của xã thì đề nghị với cấp trên để thực hiện tốt hơn nữa trong cái công tác là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giao cho đảng ủy các xã thị trấn tổ chức chỉ đạo sinh hoạt chi bộ mẫu, có sự tham gia của các đồng chí trong cấp ủy cấp xã thị trấn và các đồng chí trong cấp ủy của các chi bộ trực thuộc. Sau các cuộc họp sinh hoạt chi bộ mẫu thì đều có đánh giá, rút kinh nghiệm qua đó để thống nhất cái chỉ đạo sát với tình hình từng tổ chức đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa là giải pháp để duy trì, củng cố vai trò lãnh đạo, tăng cường uy tín của đảng trong nhân dân, từ đó tiến tới thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.